Sáng nay tại thành phố Sơn La, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực Tây Bắc và phụ cận, giai đoạn 2018-2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoa Di, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo công an các tỉnh và 79 đại biểu tiên tiến. Trong giai đoạn 2018-2023, trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực Tây Bắc và phụ cận với 14 tỉnh, đã xây dựng được 863 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 45.981 điểm mô hình được nhân rộng trên nhiều địa bàn lĩnh vực. Nhiều mô hình điển hình là điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, có tính xã hội hóa cao, được đông đảo nhân dân đón nhận, đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Tiêu biểu như mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, câu lạc bộ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ, hòa nhập cộng đồng của tỉnh Sơn La. Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh trật tự, cụm liên kết an ninh trật tự khu vực Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên, móc khóa an ninh, điểm sinh hoạt tôn giáo thuần túy bảo đảm an ninh trật tự tại bản Giàng Ly Cha của tỉnh Lai Châu, tổ tự quản đường biên mốc giới, dòng họ tự quản về an ninh trật tự của tỉnh Lào Cai. Những điển hình, mô hình tiêu biểu đã góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị và đại diện các mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu cũng đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm, các giải pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.